này thiện hiện đại bồ tát ấy an trụ pháp không rồi quán sát đúng như thật sự phân biệt việc làm là không không có sở hữu hư vọng chẳng thật như thế, tức là chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, như thật chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, nên mới được phước vô số vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô số vô lượng vô biên có gì sai biệt? Phật dạy, này thiện hiện nói vô số là số chẳng thể nắm bắt được chẳng thể đếm ở trong cảnh giới hữu vi chẳng thể đếm ở trong cảnh giới vô vi nói vô lượng là lượng chẳng thể nắm bắt được chẳng thể lường ở trong pháp quá khứ chẳng thể lường ở trong pháp vị lai chẳng thể lường ở trong pháp hiện tại nói vô biên là biên giới chẳng thể nắm bắt được chẳng thể đo lường giới hạn kia vậy cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn vì có nhân duyên nào không mà sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên, Phật dạy này thiện hiện, vì có nhân duyên nên sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên, Phật dạy này thiện hiện, vì sắc là không nên vô số vô lượng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức là không Nên cũng vô số vô lượng vô biên Lúc bấy giờ Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có sắc là không, thọ tưởng hành thức là không hay tất cả pháp cũng là không? Phật dạy này thiện hiện trước đây ta đã chẳng nói tất cả pháp đều là không ư? Ừ, thiện hiện đáp, Phật tuy đã nói tất cả pháp đều là không, nhưng các hữu tình chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, cho nên con nay phải hỏi lại như thế.